Vâng, em Hùng xin chào tất cả anh em. Trong video hôm nay thì em xin được phép test hoạt động của chiếc Dipot 1666. Và chiếc đá này thì em gửi tới anh Thọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội nha. Rồi, thì đây là cái nội tắc phía bên trong của chiếc đá nha bác nha. Đó thì cực kỳ đẹp. Từ trong ra ngoài luôn nha. Bốt 1666 nha bác nha. Con này thì có số series là 011. Vâng, đây là số series của máy nha. 011 nha bác nha. Thì về dòng bốt 1066 series 6 thì nó chạy là tổng cộng là 20 sò thang. Dòng này là dòng sò ép nha bác nhá. Tụ là tụ Philips lọc nguồn, có cả lọc nguồn nha. Và dòng sản phẩm này thì nó cho ra công suất là 325W trên một kênh, đánh rất là hay. Những cặp loa bốt các bác ghép vào những đôi loa bốt thì rất ok luôn. Hoặc là những dòng loa full tầm 40 đô lại, 40 những dòng loa xịn thì có công suất của những dòng loa đó thì nó tầm 250-300W thì đánh vô tư luôn nha bác nha. Hiện tại thì em đang ghép vào là đôi loa B-Way S-5 của bò cạp của Mỹ, và đôi này thì cũng sư cũng làm một cái bát 40 hoặc một chiếc kèn nha. Rồi giờ thì em sẽ đi vào test chất âm cho tất cả bác cùng lắng nghe và cũng như hoạt động của sản phẩm trước khi là em đóng gói gửi lên đường. Con này chạy điện là 230V, hàng xuất Âu nha bác nha. Rồi, cơ lê nó nháy nha bác nha. Đây này. Thank you.
nha bác nha, cả hai kênh. Và dòng bốt 1666 này thì hiện tại bên em chỉ còn lại là một con nha bác nha, chỉ còn lại một con. Và các bác nào có nhu cầu thì alo cho không, giá là 14.500.000, giá bên em là bao ship toàn quốc cho các bác và tặng kèm theo cho các bác là một bộ cho Canon. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho không qua số điện thoại trên màn hình nha. Các bạn Zalo, Facebook thì em sẽ gửi ảnh chi tiết sản phẩm cho tất cả các bác cùng xem. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.